Như vậy ở đây là cái sợi dây thép này, hai đầu cố định, được kích thích bằng nam châm điện. Kích thích dao động bằng nam châm điện. Mà tần số của dòng điện là 50 Hz. Tần số của dòng điện là 50 Hz. F điện bằng 50 Hz. Thì bài toán đặt ra là lúc đó thì sợi dây sẽ dao động với tần số bao nhiêu? Thì các em chú ý là nam châm thì luôn luôn hút thép. Dòng điện xoay chiều giả sử có như thế này, đường hình sin này. Thì các em thấy trong một chu kỳ độ lớn cực đại 2 lần, cho nên nó hút mạnh 2 lần và độ lớn bằng 0 2 lần, có nghĩa là nó không hút 2 lần. Rồi. Thì có nghĩa là tần số dao động của trong một chu kỳ thì có 2 lần hút mạnh và 2 lần không hút. Có nghĩa là tần số 50 Hz thì dây sẽ dao động với tần số bằng 2F điện bằng 100 Hz. Đấy, như thế là nếu dùng nam châm điện để kích thích sợi dây thép thì tần số dao động của dây sẽ bằng gấp đôi tần số của dòng điện xoay chiều. Là như thế. Và ở đây là sợi dây hai đầu cố định, L sẽ bằng K lambda chia 2 K V chia cho 2F. Vì có mấy bụng đây, có 5 bụng như K bằng 5. Như vậy L đây, chiều dài sợi dây là 0,75 m sẽ bằng 5. V chia cho 2F, F ở đây là 100. Vậy thì từ đây suy ra V sẽ bằng là 0,75 nhân 200 chia cho 5 bằng 30 mét trên giây. 30 mét trên giây thì có nghĩa là ta chọn vấn đề. Ở đây kèm lưu ý đó là nếu kích thích dao động của dây thép bằng nam châm điện thì tần số dao động của dây bằng 2 lần tần số của dòng điện xoay chiều.